Chào các bạn, bài hôm nay mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách tạo một cái bộ trung chuyển để chúng ta kết nối đường ống trong cái phần thông gió và điều hòa không khí thuộc phần Revit MEP. Cái family này nó có chức năng là chuyển đổi từ hai cái đường ống sang thành một đường ống. Vì mình ví dụ như thế vậy để các bạn có thể hiểu được cách mình làm như thế nào. Từ đấy thì các bạn có thể tự làm, tự phát triển cái family mà các bạn cần. Chúng ta sẽ kích vào nút New phần family. Rồi mình chọn phần Magic Generate Model. Ok, Open. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi thiết lập các cái mặt bằng tham chiếu để dựng cái family này. Mình vào chọn Tab Create, chọn Reference Plan. Ok, mình sử dụng cái pick line 300. Ok. Ok, trên dưới. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đo kích thước để tạo sự ràng buộc. EQ. Rồi. Ràng buộc mình ràng buộc EQ lại. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái 600 này để mình gán cái tham số cho nó. Y. Mình chọn kiểu Instant. Ok. Chọn 600 bên dưới này. Mình chọn gán tham số là len. Mình chọn kiểu Instant. Ok. Rồi, bây giờ mình về mặt là đứng front. Front. Bây giờ mình sẽ tạo một số các cái mặt phẳng tham chiếu cho nó. Kích vào Reference Plane. Rồi. Đây mình sẽ một bên đường một bên là mình sẽ kết nối hai cái đường ống thông gió và một bên mình sẽ đi ra bởi một cái đường ống thông gió thôi, tức là mình nối hai ống thành một ống. Bây giờ mình sẽ tạo cái mặt phẳng tham chiếu để cho một ống trên và một ống dưới và có một cái khoảng hở nữa. Chúng ta kích vào pick line, kích vào 50. 50. Ok. Rồi, trên dưới đây. Rồi 300. Ok. Rồi bây giờ mình đo kích thước để tạo sự ràng buộc. FQ. Rồi mình đo cái thằng này. Rồi mình đo. Ok. Chọn EQ. Ok. Bây giờ mình sẽ đi gán cho nó tham số. Tham số này thì mình đặt tên của nó là Spacing. Ok, đặt kiểu Instant. Rồi còn thằng to này thì mình sẽ gán cho nó là 2. Ok. Chọn kiểu Instant. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi bắt đầu mình vẽ. Mình tạo grid. Mình chọn extrusion. Rồi, mình sử dụng công cụ pick line. Bật vào đây. Ctrl Z lại nào. Ok, pick line các bạn nhớ kích vào chữ lock này. Sử dụng TR trên bàn phím để mình trim, hoặc các bạn kích trên thanh trên này TR trim lại. Ok, rồi mình đi pick tiếp lock bắt thằng này. Ok, nó báo trùng nhau, không vấn đề gì cả, mình tắt đi thôi, tí mình sẽ trim đi, nó sẽ không báo nữa. Ok, mình TR trên bàn phím trim. Rồi, bây giờ mình ấn Finish. Bây giờ mình về mặt bằng để mình kéo.
Rồi mình kéo thằng này bắn vào đây. Ok, khóa lại. Kéo thằng này bắn vào đây. Khóa lại. Ok. Rồi mình về mặt đứng front tiếp để mình vẽ cái chỗ khoảng hở này. Sử dụng lệnh extrusion tiếp. Mình kích vào lock. À, kích vào pick line, chọn lock. Stream. Rồi, mình finish. Mình về mặt bằng để mình kéo. Kéo vào đây. Ok, khóa lại. Kéo vào đây. Ok. Khóa lại. Ok. Giờ mình vận 3D mình xem. Đây, mình được một cái hình như thế này. Đó. Một cái hình như thế. Tức là mình sẽ để một một bên là mình sẽ cho nó có hai đường ống kết nối vào, mà một đầu ra là mình sẽ gộp lại thành một đường ống. Rồi bây giờ mình lại về chúng ta tạo một cái tham số cho nó đó. Đây, chúng ta tạo một cái tham số để tính toán cái chiều cao của cái đường ống đầu vào này. Đấy, chúng ta sẽ vào cái family tree này. Giờ đây mình sẽ tạo ra một cái tham số. Đây, hai spacing mình đặt tên là hai split. Ok, mình chọn kiểu instant. Ok, đây hai split. Thằng này nó sẽ được tính toán như sau, nó sẽ bằng chiều cao tổng thể là thằng hai này cách chia cho hai. Ok, sau đó phải trừ đi thằng spacing cũng chia cho hai, enter thì nó còn mỗi chiều cao của mỗi cái bên trên và phía dưới này là 250 đây. Nhấn ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình gán cho nó cái liên kết. Trước khi mình làm điều đấy thì chúng ta vào phần family category này để mình gán category cho nó. Kích vào đây, chúng ta chọn cái duct fitting phần MVP, chọn duct fitting. Ok, rồi các bạn kéo đây cái phần path type này, các bạn chọn loại pan, kích ok. Rồi bây giờ mình vào create, mình sẽ gắn liên kết cho nó. Mình chọn cái duct connector. Ok, mình sẽ gắn vào mặt sau này. Chúng ta chọn cái mặt này, click chọn. Ok, ấn Escape. Rồi mình tích chọn cái liên kết này. Ở đây là hình chữ nhật, chiều cao của nó các bạn kích vào cái hình chữ nhật nhỏ, mình gán tham số cho nó. Ở đây mình sẽ gán là hai split. Ok, rồi bề rộng wide mình chọn là wide. Ok, rồi các bạn thiết lập các cái tham số khác. Ở đây phần classification thì mình chọn loại global, mình chả biết nó là cái gì, chỉ biết tạo một cái loại liên kết như này thôi. Ok, rồi bây giờ mình kích vào create, kích vào duct connector, mình chọn tiếp cái mặt này, click, mình nhấn escape, chọn, mình chọn cái thằng này là hai split. Ok, sau đó chọn white bằng cái thằng white này. Ok, rồi cái thằng này thì chúng ta chọn cái loại global. Tính toán dòng chảy. Ok, rồi bây giờ mình sang mặt bên này. Đấy. Trước khi mình sang mặt bên này ấy, thì các bạn thấy là ở đây chúng ta có ba khối như thế này. Chúng ta cần hai cái đầu vào của hai cái đường ống. Ở đây chúng ta đã làm ok rồi, bây giờ mình cần cái bầu ra bên này thì mình chỉ cần một đường ống thôi, mà nó có ba cái mặt như này thì mình thực hiện cái lệnh là lấy join nó. Sau khi tạo được hai cái liên kết connector hai cái mặt bên này rồi nhé, mình sẽ phải join nó lại. Join, join này, join. Ok, rồi escape. Đó, các bạn thấy bây giờ nó join thì một khối, nhưng mà hai cái connector bên này nó vẫn đang tồn tại. Rồi mình quay ra mặt bên này, mình kích vào create, mình kích vào duct connector, mình chọn mặt bên này, escape. Rồi mình chọn thằng này, phần hai mình chọn là hai. Ok, phần y mình chọn là y.
Ok, đó các bạn thấy chúng ta có cái hình này đây rồi, mình ấn cái nút close những cái tab không dùng đi, rồi mình ấn Ctrl S. Rồi tí mình Ctrl S, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái file để chúng ta test thử cái family này. Chúng ta project, chúng ta chọn cái thằng mechanical, chúng ta kích open. Ok, rồi bây giờ mình sẽ load cái thằng family này vào trong cái project của chúng ta để ta kiểm tra. Load into project. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái thằng này vào đây. Ok, next. Rồi các bạn thấy ở đây nó có hai. Bây giờ mình kích vào đầu bên này, xoay lại này. Xoay. Ok, bây giờ mình sẽ kích chọn vào một đầu bên này để chúng ta tạo đắc này. Rồi bây giờ mình sẽ đi đi đường ống, đi lung tung. Ok, rồi mình next hết. Rồi tiếp tục bên này, đầu bên này mình kích vào đây để mình tạo đường ống. Thì các bạn thấy nó hiện lên hai cái lựa chọn, connector 1 và connector 2. Đấy, chính là tương với hai cái phần. Mình chọn cái một để mình đi. Rồi, mình đi ở đây. Đi ở đây. Đi ở đây, kệ nó, không nhìn thấy kệ nó. Ok, kích vào đây tiếp. Mình lại đi ở đây. Đi ở đây, đi ở đây. Rồi, bây giờ mình về 3D mình xem. Đó, các bạn thấy đây. Đó. Đấy, cái phần spacing khoảng hở này mình có thể cho là mình cho là 70. Ok. Đó, coi lại. Đấy. Rất là ok, đúng không? Chúng ta tạo cái này để chúng ta kết nối hai hay nhiều các cái đường ống điều hòa thông gió vào ra một thành đường ống. Ok, chúc bạn thành công. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì, các bạn này đặt nó trên website rsvn.net. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.